Anh chị em thân mến, trước khi mình bắt đầu thì chúng ta dạo một vài bài hát, đồng ý không? Ok, rồi bây giờ bắt đầu tan chợ chưa? Ok rồi, 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu cho chợ nó được tan nhé. 1, 2, 3. Hay quá. Mấy chị em chúng ta hát qua 2 bài hát mới ngày hôm nay mà chúng ta chắc ai cũng quen biết, nhưng mà chúng ta sẽ dùng để cầu nguyện, để chúng ta hâm nóng tâm hồn chúng ta và tinh thần chúng ta bằng 2 bài hát trước. Rồi sau đó nhé, anh chị em nào đến sau thì họ có thể tiếp tục họ vào với chúng ta. Được chưa? Rồi, bây giờ đã thinh lặng được chưa? Chào các chị ở đây. Ở đây. À. Chào các anh chị em ở đây. Ở đây các xin các anh. Rồi. Xin cho lòng chúng con luôn mơ vâng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, để một hạnh phúc cho mọi người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Trời ơi, tuyệt vời, đúng là ca đoàn ngàn sao. Những tiếng hát vượt thời gian mà sắp sửa đi vào dĩ vãng ấy. Chỉ hát được có 3 ngày này xong là thôi không hát nữa, tịt luôn. Hát hay không anh chị em? Một tràng pháo tay đi. Ê. Người ta bảo như vậy này, hát là cầu nguyện mấy lần này? Xưa rồi Diễm ơi. Hát không ai cầu nguyện 2 lần mà hát cầu nguyện ít ra là 4-5 lần. Tôi nói này anh chị em không tin nhé. Cái người mà viết cái bài hát đấy, trước khi mà viết cái bài hát thì phải có nguồn cảm hứng, đúng không? Đúng không? Thì cái người tác giả mà phải có cái nguồn cảm hứng thì phải cảm hứng trong cái tâm tình cầu nguyện thì mới viết được một bài hát tuyệt vời như vậy, đúng không? Thế là cầu nguyện mấy lần rồi đấy? 1 lần. Mà nguồn cảm hứng bắt đầu nó trở thành bài hát, mà bài hát bắt đầu đến được với lại tiếng hát của cái người trao đạo, trao lại cho chúng ta. Thì cái người trao lại chúng ta hát nó phải hay thì người ta mới biết cái bài hát đó, đúng không? Thì cái người đó phải hát có tâm tình, mà tôi là tâm tình cầu nguyện. Như vậy là hát là cầu nguyện mấy lần rồi đấy? 2. Hết chưa? Chưa. Thế thì cái người hát mà nó đi vào được cái cộng đoàn, mà cộng đoàn họ bắt đầu họ thấy nghĩa là cái bài hát này nó ưng ý, người ta gọi là nó vừa nhịp vừa tông, mà vào cộng đoàn hát người ta nghe xong rồi người ta bắt đầu để lại vào trong lòng người ta một tâm thức, người ta cầu nguyện. Thì đấy là cầu nguyện lần thứ mấy rồi đấy? 3. Hết chưa? Chưa. Khi mà cái người nghe mà nó đã vào nhập tâm người ta rồi, người ta về nhà người ta hát, mà câu nọ sọ câu kia, người ta về nhà trước khi đi ngủ người ta cũng hát, trước khi người ta chúc lành cho nhau người ta bỏ bộ răng ra người ta cũng hát, rồi trước khi người ta vào trong phòng tắm người ta hát một mình người ta, mà chỉ có thiên thần 4 mệnh nghe thôi. Thế thì đấy là hát là cầu nguyện mấy lần rồi? 4 lần. Mà hát làm sao mà nó sốt sáng đến nỗi thiên thần bản mệnh của mình nghe cũng té lăn cù. Thế thì thiên thần cũng hợp lòng mà cầu nguyện với mình. Thế là cầu nguyện mấy lần? 5 lần. Hết chưa? Chưa. Thế bây giờ bài hát đã đi vào trong cõi làm sao? Cả cộng đoàn, và cả cộng đoàn hát cái bài hát này một cách rất là tâm tình như vậy. Và trong cái tâm tình, mặc dù là tiếng hát của người nhớn, người trẻ, tiếng hát gọi là sồn sồn, tiếng hát đi vào thì dĩ vãng, nhưng mà kệ, cũng vẫn hát. Bởi vì mình yêu Chúa, mình hát, và cái gì yêu thì cái đó có phải là tâm tình cầu nguyện không? Phải không? Vậy là cầu nguyện mấy lần rồi đấy? Hết chưa? Chưa.
6 lần mà bây giờ đem cái bài hát này hôm nay cho lên túp, mà túp nó đem nó đến tất cả mọi nơi họ nghe xong họ bảo ca đoàn này hay quá, phải cho gọi là một hãng xuống nó đem nó thu để phát cho cả thế giới nghe, để cầu nguyện cùng với mình. Thế là cầu nguyện mấy lần ở đấy? 7 lần. Mà trong Kinh Thánh số 7 là số chọn gì? Chọn vẹn. Vậy thì ca đoàn chúng ta đã làm một cái việc rất hay, đó là hát là cầu nguyện ít ra là mấy lần? 7 lần. Thích chưa? Thích chưa? Chưa thích à? Sao mà tham lam thế? Thích chưa? Tạ ơn Chúa cho một chàng pháo tay nhớn đi. Hát làm sao mà về nhà đó. Tôi nói cho anh chị em nghe này này, đừng có tưởng gọi là chuyện này là chuyện nghe rồi bỏ ngoài tai. Hát mà cầu nguyện được đó là về nhà không cần phải có trận bão cấp 2 hay cấp 3 ở trong nhà. Mỗi một lần bão nó sắp sửa manh nha, nó lên một tí, lão già lão sắp sửa dở chứng một cái là đứng ở ngay đấy làm dấu xong bảo: Này Chúa đến trong cuộc đời. Thế là bão nó bắt đầu nó xuống thành cấp gì? Cấp 1. Thích không? À đấy. Hay là du con thì bắt đầu làm sao? Lấy bài hát ra gì? Hát. Ở đây người ta còn có du con nữa không? Ở đây có du con không? Có nhớ du con làm sao không? Đấy, Chúa ơi, hỏi không biết thì. Rồi. Ở đây du con thì đây là ở trong đây người Sài Gòn du con làm sao nào? Dì dầu, dì dầu, dì dầu, dì đi, dì lại, mà dì con trâu vô chuồng. Đúng không? Trời ơi, thiệt ác nhưng sát đức. Còn người Bác hát làm sao nào? Hả? Người Bác có biết du con không? À ơi, à ơi. Rồi gì nữa? Con ơi, con ngủ đi con. Rồi gì nữa? Để mẹ đi sáng đồng đăng chưa về. Có không? À. Con có lộn cổ xuống ao, ông ơi ông vớt tôi vào, ông nỡ lòng nào ông lại sao măng. Sao măng thì sao nước trong, đừng sao nước đục ngà, đau lòng có con. Vui không? Đấy, ai bảo? Hả? À vậy á hả? À, người Trung nữa hả? Tôi bỏ tay. Mấy bà xím này ác nhơn. Thế thì dù con mà hát làm sao mà nó ngủ được. Và những cái lời ru đó mà cho Chúa vào đấy thì có cầu nguyện được không? Được, được chứ. Đấy, hay lắm. Đấy. Thế anh thử ra, bây giờ chiến quá, đánh thêm một bài nữa. Ok, xin mời anh chị em hát bài Trông Chờ Chúa Đến. Xin trời cho sương rơi. Để anh Trung mình đánh tạ đá nhựa nhé. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa mong, mưa đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn làm màn mưa mong, mưa chính Chúa ngồi hài, trần gian nóng trong đêm ngày. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió.
gió sương lầm than, tâm tư bao hoang mang, con xin thiết tha nài vang, Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa bông, mưa đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn là ngàn mưa mong, mưa chính Chúa ngôi hai, trần gian ngóng trông đêm ngày. Mời anh chị em chúng ta đi vào khoảnh khắc thinh lặng của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta bỏ hết bận rộn lại, để tay lên trên đùi, khẽ nhắm mắt lại. Lạy Chúa, xin Chúa đến với chúng con đêm nay. Vì biết bao thao thức và ngóng đợi, xin Chúa cho chúng con được nhìn dung mạo của Chúa đang hiện hiện trong lòng, và nhất là trong không khí thinh lặng này, Chúa đang đến và hiện diện thật sự với chúng con. Tôi mời anh chị em hãy nhìn trong tâm hồn của mình, hãy cho Chúa một hình ảnh, một hình ảnh sống động, hoặc là một người cha, hoặc là một Thiên Chúa rào rạt tâm tình hiền từ của một người mẹ, hay là như những giạt sóng vỗ về vào trong linh hồn của những ngày nóng bức, hay là hình ảnh của những làn gió thổi về chiều thỉnh thoảng vất với trên không trung, để làm cho tâm hồn khô khan của đứa con mình được cảm nghiệm Chúa của chúng ta đang đến gặp chúng ta. Tôi mời anh chị em hãy cho phép đôi vai của chúng ta được nghỉ ngơi. Hãy hình dung cách thức của Chúa đang nâng đỡ tất cả những gánh nặng thường ngày. Hãy cho lòng khao khát của chúng ta được mở rộng chiều dài, chiều dọc, chiều sâu, chiều rộng. Và nó chỉ được đong đầy bằng một nguồn cảm hứng đầy tràn yêu thương, đầy tràn của niềm vui, một niềm vui lén lén vì biết có Chúa đang chạm linh hồn mình. Chúa nói với chúng con: hỡi những ai long đong vất vả, hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức cho và ban cho con được nghỉ ngơi, được mang lấy ách của bằng an, mang lấy gánh nhẹ nhàng của yêu thương và lòng thương xót. Chiều nay trong khoảnh khắc này, xin chạm vào lòng chúng con sự khao khát đấy. Tôi mời anh chị em hãy để đôi tay, đôi chân của chúng ta một cảm nghiệm nghỉ ngơi. Hình dung Chúa đang nắm đôi tay chúng ta. Hình dung đôi chân của chúng ta đang được chạm đến vùng đất của yêu thương, của hiện diện Chúa trong lòng mình, và nói với Chúa:
Tạ ơn Chúa vì con đã được khoảng khắc ngơi nghỉ này để dừng chân lại chúc tiền đường của nhà Chúa. Tôi mời anh chị em nương vào hơi thở của mình. Không thở chúng ta sẽ không có sự sống, chúng ta sẽ chết. Hãy hình dung trong hơi thở của chúng ta, sức sống của yêu thương, lòng thương xót của Chúa đang len lén đi vào trong tất cả những xớ thịt của con người chúng ta về phần thân xác, và cũng hình dung đang chiếm hữu chúng ta bằng chính hơi thở mà Chúa đang bao trùm mình. Chúa đang bao trùm chúng ta quả thật bằng tình yêu của Chúa. Tôi mời anh chị em tiếp tục nương vào hơi thở, vậy nguồn yêu thương đó chúng ta hít vào thật là sâu, thở ra thật là dài. Hít vào thật là sâu, thở ra thật là dài, rất khoan thai. Thả nhẹ hơi thở của chúng ta và thầm thì nói với Chúa, khi con hít vào, xin Chúa hãy thở vào linh hồn con tình yêu của Chúa. Xã hội chúng ta ở trong đất nước bây giờ nó rất là ồn ào, là bởi vì sao? Một thành phố quá nhỏ với một cái con số người quá gì anh chị em? Quá đông. Nó phải ồn là đúng rồi. Mà nếu không có một cái trụ điểm của cái gọi là thinh lặng thánh và bước vào trong nhà thờ, mà chúng ta lại để cái phone nó đem nó nhắc nhở cái bận rộn sinh hoạt, mình phải để cho nó reo xem là con mình nó về chưa hoặc chồng mình đợi mình. Lạy Chúa ơi, anh chị em chẳng nhẽ lại hà tiện với Chúa như thế à? Cho Chúa bao nhiêu tiền trong giỏ không tiếc, thế mà một giờ đồng hồ trong nhà thờ mà không nỡ để mà trọn vẹn với Chúa mà để cái phone nó gọi à? Mình nhiều khi nhẫn tâm mà mình không biết. Đấy, đồng ý không ạ? Thế từ giờ về sau bước vào nhà thánh là chúng ta bỏ cái gì? Cái phone ra, mà chúng ta một cái làm một cái lễ rất ư là bác ái. Đó là làm lễ quy gì? Quy đăng. Có nghĩa là quăng gì? Quăng đi. Cho một tràng pháo tay để nhất quyết điều đó. Chịu không? Mà đứng nó nhìn, trời đất ơi, thiệt. Ngó kiểu. Rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề. Chúa đến lần thứ hai là Chúa cho chúng ta cái cảm nghiệm là sự hiện diện của Chúa không phải là đợi cho đến ngày mai, ngày mốt, mà sự đến của Chúa nó phải ngay phút giây này. Mà khoảng khắc này là khoảng khắc duy nhất con có, và trong cái khoảng khắc đó Chúa bắt đầu lôi chúng ta vào cái quỹ đạo của Chúa. Và theo cái nhìn của tin mừng thì chúng ta cũng được mời vào trong cái khoảng khắc của tin mừng, là khoảng khắc đợi chờ của biết bao nhiêu sự ngóng đợi của các ngôn sứ. Rồi chúng ta cũng bắt đầu được thao thức như các ngôn sứ và các người anh chị em chúng ta trong thời đại mà chờ đợi ơn cứu rỗi cũng ngóng trông như vậy. Và những cái khoảng khắc đó chỉ được lấp khỏa bằng cái gì? Lấp khỏa bằng chính cái ý thức là Chúa không bỏ mình. Bằng một ý thức là mình đã được tuyển chọn làm dân riêng của Chúa như những anh chị em trong thời cũ ước. Và rồi thì còn một cảm thức lớn nữa là sự bao trùm của Chúa là bắt nguồn từ khoảng khắc ngay trong giây phút này. Phải nói theo cái ngôn từ bình dân, con bắt đầu đổi giờ, con không phải dùng cái giờ mà con vẫn từ trước đến giờ cố hữu dành cho mình. Anh chị em ở đây quen, anh chị em không có cái ý thức này. Tôi ở bên chỗ tôi, lạy Chúa tôi mỗi lần đi đâu phải đổi giờ đó. Nội ở trong cái tiểu bang của mình không một năm phải đổi giờ hai lần. Biết ai đây, có ai biết không? Chắc không biết bao giờ phải không? À, có một số người biết nhưng mà có một số không. Ở nơi cái tiểu bang Cali của chúng tôi là cái tiểu bang mà người Việt đông nhất sau Việt Nam đó. Là một năm phải đổi giờ hai lần. Và trong dịp tháng 10 đó là phải vặn cái đồng hồ làm sao lui lại một giờ. Rồi đến tháng 3 đó thì vặn cái đồng hồ gì? Lên lại một giờ. Để cho nó kịp với lại cái làm sao? Cái ánh sáng tối sáng
để cho người ta không có cảm thấy một ngày nó quá dài, hoặc là một đêm nó quá ư gọi gì làm sao lê thê. Hay là chúng tôi bay từ Cali mà chúng ta bay qua Texas. Anh chị em có nghe chữ Texas bao giờ không? Đấy, Texas đó, cao bồi Texas đấy. Ở bên đó đó, anh chị em có biết rằng là một chuyến bay chỉ có 5 tiếng đồng hồ bay, 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng. Bên Mỹ thì cả cái tiểu bang Cali không, thêm một chút nữa là bằng một nước Việt Nam rồi đó, chứ không phải ít đâu. Và khi bay qua Texas thì bên đó nó cách Cali này 2 tiếng. Cho nên là khi qua Texas thì phải tăng giờ thêm 2 tiếng. Mà đi qua miền Đông Bắc thì phải tăng lên 3 tiếng. Mà nếu mà đi về Hawaii thì phải lùi lại 1 tiếng. Từ đây mà bay qua bên gọi là sao? Đài Loan, ở Đài Bắc thì lại phải vặn đồng hồ làm sao? Lên đến đó là phải đặn đồng hồ làm sao? 2 tiếng. Đổi giờ liên miên. Mình thì không có cái ý niệm đó. Cho nên là khi mà chúng ta có một cái tâm thức, bây giờ con bỏ cái giờ của con vào trong cái giờ của Thiên Chúa, mà giờ của Thiên Chúa là đời đời, là vĩnh hằng, nhưng mà vĩnh hằng bao trùm trong khoảng khắc của hiện gì? Hiện tại, ngay trong lúc này. Thì bây giờ chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, thì cái đến Chúa đến lần thứ hai, giờ khắc của Chúa nó có thay đổi đâu. Mình mới đổi giờ, chứ Chúa có đổi giờ không anh chị em? Chúa đâu có đổi giờ đâu. Thế thì nếu mà Chúa không đổi giờ, mà giờ của Chúa đến để bao trùm chúng ta, thì chẳng nhẽ lúc đó mới bao trùm à? Bây giờ Ngài có bao trùm chúng ta không? Có không? Thế thì có phải là đợi chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, thì ngay lúc này là mình đang đón Chúa đến với lòng mình, có đúng không? Đấy. Và vì thế cái nỗi ra rức khao khát của những cái gì chúng ta gọi là gói gọn và giới hạn, thì chúng ta nên cố gắng đi vào trong cái tâm thức và khao khát của tin gì thì mực. Tôi yêu cầu hai chị ở dưới đó, nếu mà có không có chuyện gì mà vào đây nói chuyện thì xin đi ra ngoài nói chuyện nhé. Ở đây không phải cái chỗ nói chuyện. Một đó là tham dự, còn không thôi đừng có ngồi dưới nói chuyện, được không? Tôi nhìn rõ mà anh hai chị biết rõ tôi đang nhìn ai đó. Xin tôn trọng cái cộng đoàn ở đây, tôi rất thẳng. Rồi, điểm thứ hai để chúng ta bắt đầu ý thức được cái gọi là mốc điểm của tin mừng, thì tôi mời anh chị em để ý thế này. Trong bốn cuốn phúc âm của chúng ta được viết từ bốn thánh sử, ngoại trừ thánh Marco, thì tin mừng bắt đầu vẽ ra đầu tiên thì Chúa Giêsu đã là một người trưởng thành rồi. Ai đọc cuốn phúc âm thánh Marco thì lẹ lắm, Chúa bắt đầu rao giảng tin mừng ở sông Giô-đan và bắt đầu cuộc hành trình của Chúa. Mà nếu mà đi theo cái gọi thời gian tính ấy, thì chỉ mất có một năm, tức là cái năm cuối cùng của Chúa Giêsu. Và vì vậy thành thử ra là đi trong vòng chốc lát, mà nếu đọc cuốn phúc âm thánh Marco thì uống xong một lon bia thì đọc xong một cuốn phúc âm. Tôi không khuyến khích uống bia nhé. Tôi muốn nói là như thế. Trong khi thì ba cuốn phúc âm còn lại thì bắt đầu tin mừng là bắt đầu từ khi Chúa Giêsu đến thế gian này bằng cái cung cách như mọi người khác, bởi vì Ngài nhập thể làm người ở giữa chúng gì? Chúng ta. Cho nên là có sinh và có tử. Thế thì bắt đầu từ cái giây phút mà Chúa Giêsu được gọi làm sao? Hình thành trong dạ của mẹ mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cả ba cuốn phúc âm đó, là Thánh Gioan, Thánh Luca và Thánh Matthew, ba cuốn tin mừng đó đều nói về việc Chúa Giêsu đến với chúng ta. Hay nói cách khác, giờ khắc của sự vô hạn Thiên Chúa yêu thương chạm và giao thoa đến cái khoảng khắc hô hạn đợi chờ biết bao nhiêu năm của con cái Chúa, và gặp gỡ nhau ở đâu? Ở cái khoảng khắc là lúc bây giờ, là lúc mà Chúa Giêsu đến thế gian qua mầu nhiệm nhập thể, qua việc mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, rồi qua việc mà Chúa được sinh ra. Đấy, có ai có để ý cái này không? Đấy. Thế thì cái cảnh hang đá ở ngoài kia mà chúng ta nhìn ấy, trông nó rất ư gọi là sao? Vắn gọn. Có Thánh Giuse này, có Đức Mẹ, rồi có chiên, rồi có gì? Có bò, rồi có mục đồng. Có không? À đấy. Rồi thì người ta đâu có phải dừng ở đó. Ngoài ra còn có gì nữa? Có ba vua. Rồi còn ở trên trời thì có gì nữa? Có ngôi sao. Đấy, sau ba tua. Có không? Tất cả những cái đó đó anh chị em phải tìm
và phải đơm đọng cả ba tin mừng lại với nhau thì mới có cái cảnh trọn vẹn hang đá đó. Còn nếu như chỉ có đọc một trong ba thôi thì nó sẽ thiếu. Nó sẽ thiếu. Tôi nói cái điều đó để tôi dẫn anh chị em từ từ đi vào. Cho nên là cái sự mong đợi và ráp con người của mình, cho con người của mình vào trong khoảng khắc của Chúa đó, đâu có phải là Chúa có úm ba la một cái là Chúa đến thế gian đâu. Chúa chọn cách thức của chúng ta, tức là làm người thì cũng phải có một gì, một gia đình, rồi làm người thì cũng có một làng mạc chứ, làm người cũng phải nói gì, cũng phải có tiếng nói ngôn ngữ chứ, phải không ạ? Rồi làm người cũng phải có một tôn gì, một tôn giáo niềm tin chứ, có không? Đấy, phải chuẩn bị cái đó hết. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, bằng đấy sự mình tìm ở đâu được? Và làm sao cái nguồn cảm hứng nó giúp cho chúng ta để thấy Chúa làm người vì chúng ta, và chúng ta đến với Chúa trong cái khoảng khắc mà Chúa đến với mình như vậy, nó rất gần và nó rất thật. Cái cảnh mà hang đá đó, anh chị em thấy bây giờ người ta đang bày ở ngoài kia hang đá có cái gì? Bây giờ đó đã đang có cái gì rồi? Có ai để ý không? Hang đá bây giờ người ta bày ra cái gì? Cái gì ngoài đó rồi? Có ai trước nào? À, thấy có cái hang đá trống rồi, có gì nữa? À, không để ý à? À, đèn hả? Ờ, đúng rồi, rồi gì nữa? À, có gì? Có Đức Mẹ, rồi có gì? Con Thánh Giuse, rồi có gì? Có một vài cái con gì? Con chiên. Có Chúa Giêsu ngoài đó chưa? À đấy, phải đợi cho đêm 24 thì mấy giờ bắt đầu thì sao? Cho ra. Hôm vừa rồi tôi đến cái chỗ giáo xứ kia, tôi thấy cái giáo xứ kia, tôi không nói giáo xứ nào để anh chị em sinh tội ra. Lạy Chúa tôi, Chúa Giêsu được sinh ra trên quả địa cầu. Ông Thánh Giuse và Đức Mẹ quỳ chầu hai bên, mà người ta chưa thấy đêm 24, cho nên là người ta đã dựng cái hang đá, người ta thấy nó trống trơn quá, thôi bảo cho Chúa ra đời cho lẹ, sinh thiếu tháng. Mà sinh thiếu tháng làm sao mà Chúa Giêsu mà lại đem ngồi nằm ở trên quả địa cầu, mà không biết thiếu tháng làm sao mà tụi Chúa tôi nhìn tượng Chúa Giêsu hài đồng to y như ông Sumo, cực kỳ to, to hơn cả bố mẹ mình nữa. Tôi bảo lạy Chúa tôi, không biết Chúa cho con Chúa xuống thế làm người, ông Thánh Giuse và Đức Mẹ tiền đâu mà mua sữa formula mà mà được sơ nào mà giữ nhà trẻ to thế. Khiếp khủng. Người ta bắt đầu kỹ nghệ hóa, quên đi cái cảnh đơn thuần của Giáng sinh. Rồi gì nữa, có một cái cộng đoàn kia đó, tôi kể chuyện nó lan man để anh chị em nhớ, thấy cái buồn cười của lẩm cẩm của chúng ta, nhưng mà nó đáng yêu lắm. Nó nhắc cho mình cái sự gọi là đợi chờ của tin mừng nữa đấy. Ở bên Mỹ cũng vậy, người ta đem, người ta làm hang đá cũng như vậy, người ta cũng để gọi là tượng thánh gia mà người ta chưa cho Chúa Giêsu nằm ở trong máng cỏ. Thế thì cái lần đó tôi đến, tôi mới bắt đầu tôi nhìn vào trong cái bộ tượng, tôi thấy ô lạy Chúa tôi sao lạ thật thế nhỉ. Ở đây làm sao mà tôi thấy Đức Mẹ thì trông tượng tạc đẹp mà trông trẻ mỹ miều lắm. Đứng gần ông Thánh Giuse đúng như là bố mình ấy. Chúa tôi già mà già khiếp khủng luôn ấy. Tôi không hiểu được tại sao mà ai làm cỗ tượng mà nó như thế. Thế tôi mới hỏi ở đấy thì người ta bảo năm nay là cộng đoàn Việt Nam đứng phụ trách làm hang đá, cho nên là đưa giao cho một ông cụ cũng lớn lớn tuổi nhưng mà được cái có hoa tay, cụ làm hang đá, lấy giấy làm. Người Mỹ người ta địa phương người ta thích lắm, người ta thấy cái cảnh hang đá người ta chưa nhìn thấy đó bao giờ. Cái kiểu họ làm ở bên kia thì nó đơn sơ hơn, người thấy có hang đá họ không biết tại sao mà thấy ông này lấy vài cái cọc, cái cây, lấy cả cái gọi là cái cán mà đang để cho người khác lau nhà, ông đem ông để dựng lên đấy, rồi ông đóng qua đóng lại làm sao. Thế mà ngày mai người, mà thấy nó bẩn thỉu trong, người ta cũng bắt đầu người ta nhíu mày, ta bảo không biết cái dân, cái ông này ông làm trò gì. Thế mà ngày mai ông đem ông để bao giấy, ông đắp lên xin xin, ông đem ông xịt qua xịt lại, hồi mọi người đến cứ trầm trồ, wow, trông nó ra một cái hang đá đẹp thật, cái gì cũng tuyệt vời. Mà đến lúc nhìn vào trong cái gọi là tượng thánh gia thì lạy Chúa tôi nhìn tôi ngã ngửa, ông Thánh Giuse già trông giống y như bố của Chúa Đức Mẹ vậy. Tôi bảo ủa tại sao mà bộ tượng ở đây nó lại lạ như vậy? Thì tôi hỏi ông bảo chứ vâng là tượng chúng tôi cho chúng con trưng bao nhiêu năm ý như thế chả. Tôi bảo ủa sao lạ nhỉ? Thế bảo cụ có bao giờ cụ vào trong đó cụ xem kỹ chưa? Bảo con coi kỹ rồi đấy, ông Thánh Giuse Đức Mẹ đầy đủ hết. Thế thì tôi mới bảo là cho tôi vào xem cái nhà kho. Tôi vào trong nhà kho tôi nhìn hết một lượt, tôi thấy có một cái tượng của một cái anh ấy trông cũng có vẻ như là
thì ra là anh ấy cầm cái đèn chứ anh không có cầm cái hoa huệ. Mà chỉ vì cầm cái đèn để mà soi đường cho nên ông cụ đấy nghĩ rằng là cái anh này còn trẻ quá mà đứng gần Đức Mẹ cám dỗ không được. Anh này chỉ là mục đồng thôi. Mà tượng đó tính là tượng ông Thánh Giuse, thế là ông Thánh Giuse vì trông trẻ quá đứng gần Đức Mẹ không được. Nên là để Thánh Giuse trong gọi là nhà kho. Lấy ngay tượng cái ông mục đồng quỳ mà trông già như bố Đức Mẹ phải làm Thánh Giuse. Tớ nói chuyện nói thật chứ không bây giờ tớ bày đặt chuyện đâu nhé. Thỉnh thoảng là cũng hơi xí xí thôi. Khiếp khủng, người ta có một cái tâm thức. Đấy, cái việc mà chúng ta đợi chờ, đôi khi chúng ta đợi chờ theo cái cách suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà tin mừng thì bao giờ cũng vậy, không thay đổi cái lối suy nghĩ mà đôi khi có vẻ như hơi vụng về và hơi mình gọi là nhà quê một tí. Nhưng tin mừng lại dùng những cái đó để gói gọn mà cho chúng ta vào cái cảnh của phúc, cái cảnh của Giáng sinh một cách chân thật hơn, đẹp lắm. Thế thì đêm nay tôi sẽ mời anh chị em đi từng bước một. Trong tin mừng của Thánh Matthew thì ai mà nghe túp nhiều thì thấy tôi cũng đã nói nhiều về chuyện ba bà, bốn chuyện, có nghe bao giờ không? Người ta biết đến tôi là cha, ông cha này. Nhiều người không biết tên tôi là gì, đi ra ngoài đường, ông cha, gì vậy? Ba bà bốn chuyện phải không? Trời đất ơi, tôi như vậy mà ba bà bốn chuyện. Khổ vậy. Mà nói thú thật với anh chị em, cái hôm ấy nói chuyện cái đề tài đó đó thì nó không phải là đề tài của buổi nói chuyện hôm đó. Buổi nói chuyện hôm đó là một đề tài khác. Đến lúc mà cha, ba trưởng ban tổ chức mời tôi đến thì tôi nhìn thấy mọi người đông quá, tôi sợ, tôi hoảng, tôi hồn vía lên mây, tôi quên, tôi không biết là nó là ở đâu nữa. Thì trong cái khoảng khắc mà tôi đang lo lính quýnh không biết gì, tôi thấy một lô các xím ngồi, ai cũng cười nói vui vẻ. Tôi bảo bà bốn chuyện. Thế từ đấy nó ra cái đề tài đấy. Thế thì cái câu chuyện đó, đó chúng ta sẽ thấy như thế này này, là trong cái phúc âm của Thánh Matthew, anh chị em sẽ thấy đi lễ để nửa đêm á, thì cái lễ bắt đầu mà chúng ta cử hành sớm nhất ta gọi là lễ vọng Giáng sinh, có không? Trong lễ vọng Giáng sinh chúng ta sẽ nghe câu chuyện Giáng sinh của Chúa qua cái nhãn quan của ông Thánh Matthew. Mà ông này cũng hay lắm. Có lẽ ông mang một cái niềm thao thức khao khát của một con người xứ sở của Chúa. Ông khao khát là bởi vì ông sống ở trong cái, hoặc là cái truyền thống mà ông khao khát, hoặc là cái nguồn mà ông muốn gọi là chỉnh dẫn cho mọi người, nó nằm trong cái khao khát của những anh chị em trong cái gọi là sao, nề nếp của con người giao ước, tức là người Do Thái. Và vì thế cho nên người Do Thái họ có cách nhìn người Do Thái, họ có cái kỳ vọng của người Do Thái, họ có các cái nét đặc trưng của người Do Thái. Và nếu Chúa Giêsu sinh ra trong cái khoảng, cái mà người ta gọi là cái sinh ra trong cái bối cảnh của xã hội và con người Do Thái như vậy, thì Chúa Giêsu phải được họa và được vẽ và được giới thiệu cách nào đó để cho người ta thấy được cái nét đấy. Bây giờ nếu như bây giờ Chúa Giêsu mà đến Việt Nam, mà tôi nói tỉ dụ như nhá, nên là mình nó hơi xịn tí, mấy ngàn năm về trước mà Chúa không chọn ở đấy, mà Chúa sinh hạ, mà Chúa chọn ở nước Việt Nam chúng ta sinh hạ, thì 2000 năm trước ở Sài Gòn nó như thế nào nào? Có ai hình dung được không? Đấy. Và Chúa sẽ sinh ra ở đâu nào? Ở Cà Mau hay là ở Vĩnh Long hay là ở Vũng Tàu? Ở Hà Nội à? Ừ, thủ đô mà, phải không ạ? Chúa phải sinh ở thủ đô đấy. À, Sài Gòn. Mà đây là còn chưa kể là Chúa sinh ra ở Hà Nội thì bây giờ Chúa là người Việt Nam thì Chúa phải nói tiếng như thế nào nào? Ở ngoài Bắc thì phải nói giọng như sao nào? Ở trong Nam thì gọi như sao nào? Ở ngoài Trung thì nói như sao nào? Đấy. Cũng khổ lắm đấy. Chúa Giêsu phải nói theo tiếng của địa gì? Địa phương. Đúng không? Đúng không? Ở ngoài Bắc mà sống ở ngay Bùi Chu Phát Diệm thì Chúa Giêsu cũng phải nói ngọng vậy. Này Chúa rồi bảo nó làm, nó không làm, nó làm nên nè, làm nè làm nối. Chúng con chả có gì cả, biếu sang có chi phòng sư. Ở đây ai là người mà gọi là Bùi Chu Phát Nhiệm thì biết tôi hay nói. Con tàu tắng nằm tâm bụi tè, cứ tè tè. Còn người Nam thì nói chuyện người gì? Phải nói theo giọng người Nam chứ, có không?
Mắn dối chứ. Chúa Giêsu cũng phải hỏi vậy chứ không phải thưa bác khỏe không. Chúa Giêsu người nam thì nói nè mắn dối hả, ăn gì chưa, vô đây ăn hộp cơm mừng gì mừng, có không? Nói chuyện xong cái hồi cha hả, mắn dối hả, thôi nha giờ đi gọi công chuyện, thưa cha con về, thưa cha con về là cha chê con về đó. Còn đi ra ngoài chung thì phải nói tiếng người gì? Người chung. Nói tiếng Huế. Đúng không? Đấy. Phải ra ngoài đấy. Ở ngoài Bắc thì gọi là rước Đức Mẹ. Còn ra ngoài Huế thì phải làm sao? Là rượt Đức Mẹ. Xin tha tội cho tôi vì tôi không biết tôi nói gì. Phải chọn theo cái cung cách ở đấy chứ. Cho nên với ông Thánh Matthew thì đối với người Do Thái cái đầu tiên là phải làm sao, gia đình con cái nhà ai có không? Ở đây ngày xưa không biết làm sao, ở đây làm sao chứ ngày xưa tôi á, nói với anh chị em biết, tôi là ngày xưa tôi cũng hay nghịch lắm, mà nghịch ngầm vô cùng. Mà tôi nghịch đâu để nghịch, tôi không bao giờ dám nghịch trước mặt cha xứ bao giờ. Bởi vì anh chị em có biết tại sao không? Cha xứ không bao giờ nhớ tên của những cái thằng le que nghịch ngợm như chúng tôi. Mà cha xứ chỉ có gọi làm sao lác mắt một cái để xem Chúa Nhật nó đi lễ với ai. Biết bố mẹ nó, lần sau mà nghịch ngợm bảo, này nhá, tao biết bố mẹ mày đấy, là thôi chừa chạy đến già. Sợ lắm. Có không? Có. Mày là con già, con nhà đó phải không? Đấy. Phải có gia đình, có tông gì? Tông tộc. Thánh Matthew chỉ dẫn cho chúng ta Chúa Giêsu qua gia phả. Và Thánh Matthew cho chúng ta thấy là cảnh trí Chúa Giêsu đến qua gia phả, hay còn gọi là cái cuốn mà gọi là kể là cái chuyện gọi là mọi cái tông tộc của Chúa qua gia phả đó, thì phải chọn từ đâu chứ? Trước hết đó là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người, nhưng mà cũng phải có một gia đình. Và người cha nuôi của mình là ai vậy? Là ai? Thánh Giuse. Và nếu Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu thì Thánh Giuse cũng phải có gia đình tông tộc, có không? Và vì thế nên Thánh Matthew muốn trình dẫn cho chúng ta và giới thiệu cho chúng ta là Chúa Giêsu trong gia đình Thánh Giuse thì tổ tiên Thánh Giuse là ai? Thế là Thánh Matthew mới bắt đầu viết gia phả Chúa Giêsu bắt đầu từ cụ tổ. Thì bây giờ lần về cụ tổ thì ông tổ nào là cái ông mà mới bắt đầu từ khi manh nha đã biết được và được soi tỏ là có Thiên Chúa thật sự và một Thiên Chúa đời đời yêu thương, và Thiên Chúa đó sẵn sàng đi vào trong cái giao ước mà Ngài hẹn và Ngài hứa với con người. Thế thì bây giờ lần cho về cho kỹ thì còn ai bằng ông tổ đó là ai nhỉ? Ông Abraham. Ông Abraham là cụ tổ hay gọi là người cha của những người tin, hay là người cha của những người con muôn dân. Nếu mà xét về vấn đề mà tôn giáo đó thì chúng ta thấy là tổ phụ Abraham không những là cụ tổ theo cái nhìn của người Do Thái, mà Abraham còn là cụ tổ mà chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta lần về lịch sử cứu độ thì chúng ta không thể nào mà không tháp nhập vào gia đình Chúa Giêsu trong cụ ước, mà quay trở về nguồn là thấy là cụ tổ Abraham. Và ngoài ra cụ tổ Abraham còn là tổ của gì? Của một tôn giáo khác nữa, anh chị em có biết ai không? Tôn giáo nào không? Đó là Hồi gì? Hồi giáo. Hồi giáo cũng lần về cụ Abraham là cụ tổ. Bởi vì người cụ tổ mẫu của họ là ai? Là bà Haga, là nàng hầu mà sinh ra người con là Ishmael. Và Ishmael sau này là tổ tiên và hậu duệ của Ishmael, chính là những người Hồi gì? Hồi giáo ngày hôm nay. Anh chị em Hồi giáo ngày hôm nay. Cho nên là Thánh Matthew đã chọn cụ Abraham là mốc điểm.
Và cụ Abraham là mốc điểm thì cụ cũng đến ở đây, thì gia đình tông tộc làm sao? Thế thì cụ bắt đầu cũng phải sắp lớp lang và thành mặt thều, chia ra làm 3 thời kỳ, và mỗi một thời kỳ thì được 14 đời. 14 đời. Đến cái thời kỳ thứ 3 và đời thứ 14 của cái thời kỳ thứ 3 thì chúng ta thấy việc hạ sinh Chúa Giêsu là con Thánh Giuse được thực hiện. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái lớp lang lịch sử như vậy để nối kéo chúng ta vào cái gọi làm sao con người thật của Chúa ở thế gian này. Chứ không phải Chúa từ trên không trung để đùng cái Upala là Chúa hiện ra, không có đâu. Chúa đến với cách thức của con người. Và khi chia cái gia phả đó đó, thì Thánh Matthew cũng gọi là tâm lý lắm. Chia theo cái lịch sử của người Do Thái, từ khi của Abraham cho đến khi cuộc lưu đày xảy ra. Rồi từ khi cuộc lưu đày xảy ra cho đến lúc quay trở về sau cuộc lưu đày. Rồi từ khi sau khi trở về cuộc lưu đày xảy ra rồi, sau cuộc lưu đày rồi thì đến khi Chúa được sinh ra. Chia nó ra như vậy. Từ Abraham đến David, David đến cuộc lưu đày, cuộc lưu đày xong rồi đến gì? Chúa Giêsu sinh ra. Thế thì chia ra như vậy đó, thì 14 đời, mỗi một đời như vậy thì kể chuyện là cụ này sinh ra cụ kia sinh ra cụ nọ, rồi cụ nọ sinh ra cụ gì? Cụ đó, cụ... Cười cười. Hay nói cách khác là kể chuyện từ ông gì? Ông Sở, ông gì? Ông Sơ... Ông Sơ, ông gì? Ông Sở. Ông Sở, ông Sở. À đấy. Kể hết. Kể hết. Mà nếu trong cái xã hội phụ hệ thì mình lấy tên thì mình lấy họ của bố hay của mẹ? Của bố. Cho nên là chỉ có thấy kênh kể toàn là kể các người gì? Người cha. Thì có các kể tên người mẹ không? À không. Có không? À không. Các bà, các phụ nữ đâu có được kể đâu, đâu được coi đến đâu. Thế mà lọt vào trong đó làm sao lại cũng lại tên được ít ra là một số người phụ nữ, và mỗi một người phụ nữ mà được nhắc vào trong đó thì lại là có một cái gọi là chiến công oanh liệt. Mà hỏi ra thì chiến công oanh liệt đó là những cái đổ vỡ và những cái tan tác ở trong gia đình và xã hội. Thế mà Chúa lại cho vào trong cái gọi làm sao gia phả đó. Mà vì lý do đó mà Chúa sinh ra làm người ở giữa chúng ta. Đó là cách nhìn của Thánh Mát gì? Matthew. Tôi nói như vậy một cách khái lược để anh chị em về, để tối nay về đọc, đi lễ vọng Giáng sinh thì sẽ thấy được cái gia phả đó, và sẽ thấy được tên của 5 người phụ nữ mà tôi nhắc đến. Thứ nhất là bà Tama mà tôi đã kể cho anh chị em chuyện. Rồi thứ hai là bà gì? Bà Rahab. Rồi thứ ba là bà gì? Bà Ruth. Rồi bà Bathsheba là người hầu, không phải là người hầu mà là người mà vua David đã chiếm đoạt từ ông Uriah. Rồi sau này chúng ta thấy đến Đức Mẹ, nhưng mà không nằm ở trong cái gia phả đấy. Chúng ta sẽ thấy là mỗi một con người là một chứng tích, mỗi một cái câu chuyện là một sự kiện thật xảy ra trong gia đình. Và trong gia đình thì bao giờ nó cũng có những cái chuyện gọi làm sao đẹp, nhưng mà nó cũng có những cái trang chuyện nói làm sao không được đẹp lắm. Thấy không? Đấy là cái cách thức mà Thánh Matthew đến với chúng ta đấy. Thôi, giờ tôi hỏi nhá. Nếu mà nhìn theo cách nhìn của Thánh Matthew như vậy thì phải có gia phả, thì phải có cha, có gì? Có không? Bây giờ để có chúng ta ở đây thì phải có bao nhiêu người? Phải có bao nhiêu người? Hai người là ai? Là ai? Là cha là gì? Là mẹ. Có biết tên không? À đấy. Thế thì để có người cha, người mẹ thì phải cần bao nhiêu người nữa? Hả? Mấy người? Tại sao là 4 người? À, ông bà nó gọi ông bà gì? Ông bà ngoại. Rồi để có 4 người đó thì phải có bao nhiêu người? Có 8 người thôi á hả?
hay là bao nhiêu? Để có 4 người đó thì phải có bao nhiêu? 16 người. Và để có 16 người đó thì phải có bao nhiêu? 32 à? Thấy chưa? Thấy chưa? Thế thì bây giờ nếu mà để có một mình tôi hay là có một mình anh chị đang ngồi ở đây này, mà nếu mà kể theo cái cách của Thánh Matthew, tức là kể từ tổ tiên Abraham, tức là chia ra làm 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn 14 đời, bây giờ cứ chia làm 3 giai đoạn và 14 đời, tức là 14 cụ tổ mà kể lên, thì anh chị em có kể nổi không? Và để có chúng ta ngồi ở đây thì phải có biết bao nhiêu người mới đẻ ra được mình? Có bao nhiêu người? Hả? À đấy, phải có cả trăm, cả gì? Cả ngàn người mới có một gì? Một người. Khiếp không? Khiếp không? Đấy. Và để có một người đang ngồi ở đây này này thì phải cần cả trăm trăm ngàn ngàn người mới có ta ngồi ở đây trong một khoảng thời gian mà nó có thể truy cứu được ở trên thế gian này. Và trăm trăm ngàn người đó có những người rất thành công, có những người rất thánh thiện, nhưng mà cũng có những người làm sao? Có những người làm sao? Khiếp khủng không? Không biết à? À không biết. Bây giờ muốn biết không? Về nhà hỏi mình ấy. Về hỏi nhà ba má mình ấy, ba má kể cho nghe. Dì dượng mình, dì dượng kể cho nghe. Gia đình nào cũng có người gọi làm sao? Người thánh thiện. Nhưng mà gia đình nào cũng có người gì? À, có không? Vậy mà nói nãy ngồi im re, làm như mình không có gì hết. Tội nghiệp. Nhìn Chúa Giêsu bây giờ mới thấy tốt khoe mà xấu gì? Xấu che. Xấu che, che cho chán rồi. Đến lúc mà về tối ăn cho lắm thì tắm cũng ở gì? Ở trần chứ không ai ở chuồng. Lạy Chúa mẹ ơi. Người Việt Nam nói chuyện tức cười ha. Thấy không? Che mấy thì che, đến lúc đi tắm cũng vậy. Cũng vậy. Che được đâu. Thấy không? Thế thì khi nhìn như vậy thì anh chị em đang được nhắc nhở cái gì? Lạy Chúa con, nếu Chúa đến thế gian này mà Chúa ở vào trong cái dòng họ, mà Chúa đến với gia đình Nazareth, có thánh gia là Thánh Giuse và Đức Mẹ, để mà trở thành đấng cứu độ trần gian, thì để mà cứu độ con đây này, đang ngồi ngày hôm nay này, thì lạy Chúa tôi, Chúa đã phải dựng nên bao nhiêu người thì bây giờ con mới được ngồi đây mà đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Có thương Chúa chưa? Thương quá chứ. Thiệt ác nhân. Trời đất ơi, sao mà Chúa thương con dễ sợ vậy? Để có ơn cứu độ cho con ngày hôm nay mà ngồi nghe được Chúa như vậy, phải có cả trăm cả ngàn người mới được mình như vậy. Đâu phải chuyện giỡn đâu. Trên có hãnh diện không anh chị em? Hãnh diện lắm. Tối nay về nói với Chúa, con thật là quý giá. Con không phải là đồ thường. Con không phải là đồ gì? Không phải là đồ gì lô can. Về nhà vợ chồng già cũng vậy. Về nhà nó, nè ông đừng có tưởng nghe, nhiêu tuổi đó nghe, tôi cũng là cỡ đó, tầm cỡ đó nghe. Nhờ tôi mà ông được ơn cứu độ đó. Và ông nghe xong ông bảo, chính xác, nhờ bà mà tôi được ơn cứu gì? Cứu độ. Thế là ông vội vàng quỳ xuống làm dấu Satara. Hỡi loài Satan đang quyến rũ ta. Đừng để ta phải tiến đấy thòm thèm. Đây, tôi nói như vậy anh chị em hiểu ra thôi.
Một đứa con chúng ta đang cưu mang trong gia đình của mình, một gia đình mà chúng ta đang ngồi ở đây để mà trân quý. Thế mà nhiều khi chúng ta mất cái cảm thức nó. Đến tận nơi đây rồi mà nhiều khi cũng không có ý thức là mình đang được trân quý đến mức độ nào mà được ngồi ở đây. Và có nhiều người thiếu cái ý thức đó. Tôi không hiểu tại sao mà đến đây thiếu cái ý thức đó, là đến đây làm gì? Phải tạo một cái văn minh của một con người ý thức cái sự quý trọng con người của mình là ai trước mặt Chúa và trước mặt gì? Mọi người. Không có cái sự tự trọng đó thì đi đến đâu cũng không thể nào làm con rồng cháu tiên, mà suốt cuộc đời chỉ là con giun cháu gì? Cháu dế. Nhớ điều đó. Đồng ý không? Cho một chàng pháo tay thật lớn để nhắc mình vậy. Bởi vì người ta quen cái thói thường ngoài kia, nói to nó quen rồi, rồi giao búa nó quen rồi, vào trong nhà thờ cũng vậy thôi. Mạnh ai người ấy gọi làm sao? Người ấy xử sự. Mất cái văn minh lịch sự của con người. Phải đợi cho cha nhắc mới vào, mới bật làm sao? Mới để ý. Đừng làm vậy. Mỗi người chúng ta phải ý thức ngay đêm ngày hôm nay, lịch sử cứu độ đã phải chuẩn bị bằng đấy đời. Và lịch sử cứu độ đã phải cho con nhận thức là bằng cả trăm ngàn người con mới được ngồi ở đây. Thì lạy Chúa, con là gì mà con lại có thể chống cự lại ý muốn nhiệm màu của Chúa, mà Chúa yêu mến con, trọng con đến mức độ như vậy mà con lại thiếu cái sự tự trọng về mình, thì thật là con đáng tội. Và tội đó là tội lớn mà mình phải bắt đầu sửa từ ngày hôm nay. Thì bây giờ mình mới đón nhận Chúa một cách chân thành được. Một con người không trân quý cái phẩm giá của mình, không trân quý ngay cả cái sức sống của mình, nghèo, người ta bảo cho sạch cho gì? Cho thơm. Đi ra đường cũng vậy, rách nát cũng phải có một cái gì? Cái nơi đến chốn. Đừng để cho người khác khinh thường mình. Đồng ý không? Đồng ý. Thánh Matthew kể cái cảnh như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta tạm thời dừng cái chỗ đi. Thánh Matthew kể như vậy rồi, Thánh Matthew còn cho chúng ta thấy rằng là Chúa không có giữ cái ơn cứu độ của Chúa lại, mà Chúa tỏ mình ra cho gì? Chúa tỏ mình cho dân ngoại nữa. Cho nên Thánh Matthew kể đến cái sự thao thức khao khát của người Do Thái, của dân tộc mà ao ước đấng thiên sai. Nhưng mà đó không phải chỉ là ao ước của họ, mà là ao ước của tất cả con người trên vũ trụ và ở trên cái thế giới ngày hôm nay. Thế là Thánh Matthew giới thiệu cho chúng ta đặc trưng của những người không phải người Do Thái. Từ xa họ có một cái sự tìm hiểu, ao ước, dùng trí tri của mình để xem ngày nào là ngày có thể no thỏa những ao ước đó. Mà được giới thiệu qua hình ảnh của ai? Của ba gì? Ba vị đạo sĩ, hay là ba vị khôn ngoan, hay chúng ta có cái thói quen gọi là ba gì? Ba vua. Tại sự ra chữ vua đây hiểu về này, vua thì có tiền, có quyền lành, có đủ mọi phương tiện. Mà một người có một cái sở đắc về trí thức như vậy và ao ước khao khát như vậy, bỏ tất cả mọi sự đến như vậy, thì có khác đâu đến cung cách của một vị vua đâu. Ngày hôm nay ta gọi là VIP ấy, đi đến đâu mà VIP ấy, có không? À đấy. Thế thì ba vua đó được kể. Và ba vua đó thì đi theo cái ánh sao dẫn gì anh chị em? Dẫn đường, có không? Tôi hỏi anh chị em như thế này này. Bây giờ anh chị em suy nghĩ xa một tí đi. Xa một tí đi. Thánh Kinh kể lại ánh sao đó dẫn đường, nhưng mà ánh sao đó hiển hiện, nhưng mà đến một lúc nào đó ánh sao đó làm sao? À tắt, hay là biến mất, hay có thể là ánh sao đó ẩn đi một nơi nào đó, chứ không phải là ánh sao đó hoàn toàn không có ở đấy. Để rồi cuối cùng thì ánh sao đó vẫn tiếp tục dẫn ba vị đạo sĩ đã đến được đến tận nơi là nơi máng gì? Máng cỏ. Có không anh chị em? Có. Và nơi máng cỏ đó ba vị đạo sĩ tìm được Chúa. Giờ tôi hỏi cái này để mở tầm mắt ta nhìn nhé. Ánh sao đó ở ngoài vũ trụ, chúng ta biết là ở đây đấy, nếu cái căn phòng này mà tắt hết đèn điện đi thì nó làm sao nào? Thế thì bây giờ bật cái đèn lên một cái thì nó làm sao? Nó sáng. Cái ánh sáng mà nó đến trong cái lúc mà tối om của cái phòng này thì nó mất phải bao nhiêu giây? Nó mất bao nhiêu giây? Bật cái đèn lên phải mất bao nhiêu giây thì mình mới thấy sáng? Hả? Một giây hả? Chắc không? Mà chúng ta gọi gì? Tích tắc. Chúng ta không có cái đơn vị đo lường để nói cho nó kêu khoa học được. Nhưng mà chúng ta có một cái đơn vị mà chúng ta nói để cho nó hiểu.
là chỉ trong tốc tích gì? Tích tắc. Tích tắc nghĩa là gì? Có hiểu chứ tích tắc là gì không? Là gì? À, mở mắt lạy Chúa mẹ ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Tích tắc có gì đâu, dễ hiểu. Cái chốt cái gì? Cái chốt gì? Cái chốt để bật đèn có không? Bật lên nó làm sao? Tích. Bỏ xuống nó gì? Tắt. Hỏi có nhiều không biết. Thiệt ác nhân. Ánh sáng đến trong gì? Tích tắc. Bật lên là gì? Có. Bật xuống gì? Tắt. Tích tắc. Chỉ trong gì? Tích tắc. Tiếng Việt hay không? Tiếng Việt hay không? Hay quá chứ. Thế thì bây giờ ánh sáng mà đi trong tích tắc như vậy, nó lẹ hay nó chậm? Nhanh lắm. Nhanh hơn cả cái gì? Cái chớp mắt của gì? Của chúng ta. Đúng không? Thế thì bây giờ cái ánh sáng mà đi từ cái nơi nào đó mà đến được cái tầm mắt của gì? Của chúng ta nhìn ấy. Người ta nói là bây giờ một cái ánh sao mà nó mà một cái kính vọng thiên văn mà người ta tìm được một cái hành tinh nào đó nó sáng như là một cái vị sao ở ngoài vũ trụ, thì cái ánh sáng đó mà nó đến được chúng ta, mà chúng ta kịp bắt được nó và biết được nó đang có trước mặt mình, thì cái thời gian đó có phải là nó tích tắc không? Không, mà nó đi bao nhiêu lâu? Đi cả triệu triệu năm rồi, bây giờ mình mới gì? Mới thấy. Có hiểu ra không ạ? Có hiểu ra không ạ? Tức là cái ánh sáng, cái ánh sao đó đó mà dẫn đường cho ba vị đạo sĩ đó, mà để được đến cái ánh mắt, cái mắt trần của các ông mới nhìn thấy, thì phải mất bao nhiêu năm? Nhiều khi cả gì? Cả trăm trăm triệu năm thì cái mắt trần đó mới gì? Mới đến. Tức là hiểu vũ trụ nó bao gì? Bao là cỡ nào. Thế bây giờ nếu mà mình lý thú một tí, mình ra mình nói với trong lòng mình như vậy, biết đâu cái ánh sao đó đó nó bắt đầu dẫn đường ba vị đạo sĩ, nó đâu phải đến cái lúc mà mấy ông mới đang gọi làm sao lên đường khởi hành để mà đi, mà ánh sao đó đã bắt đầu từ khi nào? Từ khi trước đó lâu rồi. Biết đâu cái ánh sao đó bắt đầu từ khi con người phản bội và đi vào cái lỗi tội đến sự chết của mình. Biết đâu ánh sao đó, biết đâu ánh sao đó đã được Chúa làm sao quan phòng bật lên để đi vào trong vũ trụ bao la đó, để đến ngày đó, tháng đó, cái khoảnh khắc đó, mắt trần của con người trong lương tâm, trong sáng, trong ý muốn nhiệm màu mà người ta thấy được cái ánh sao đó và người ta lần đến được gì? Nơi Chúa Giêsu sinh ra. Hiểu ra không ạ? Hiểu ra không? Hiểu ra không? Tức là để thấy được Chúa, để đón nhận được Chúa là cả một sự chuẩn bị từ thuở đời gì? Đời đời. Từ thuở đời đời. Ngồi ở đây mà chia sẻ với anh chị em, để mà đến với anh chị em không phải, không phải là để chuẩn bị năm ngoái, mà cũng chẳng phải chuẩn bị 5 năm, 10 năm trước, vì tôi biết ở đây đã xây được nhà đâu mà tôi đến. Đúng không? Nhưng mà để có khoảnh khắc này thì Chúa đã trong lòng nhân từ của Chúa đã có sự chuẩn bị đời gì? Đời đời. Đời đời ở cái huyện sĩ này. cười run cả rốn lên. Đời đời cái huyện sĩ này nó chỉ có bao nhiêu gia đình? Bao nhiêu gia đình công giáo? Không biết có bao nhiêu, không lớn lắm hả? Thế mà chiến vậy. Chiến vậy đấy. Để dành gom góp, dành dụm để mà có được cái nhà ngày hôm nay mà ngồi đây lạy Chúa tôi nó mát thì thế này, sung sướng không? Đúng là Chúa thật tuyệt gì? Tuyệt vời. Mà Chúa tuyệt vời như vậy là nhờ con cũng tuyệt gì? Tuyệt vời. Tớ mà không tuyệt vời thì đằng ấy đến đây làm gì? Đúng không? Chúa là đấng tuyệt gì? Tuyệt vời. Mà con cũng phải là con người tuyệt gì? Tuyệt vời. Vì thế mà đằng đấy phải bỏ bao nhiêu công sức ngàn ngàn năm về trước mà đến đằng này. Vì thế đằng này cũng là cỡ gọi làm sao? Tuyệt vời. Chiến lắm đấy. Đấy.
Mầu nhiệm yêu thương là như vậy đấy. Chẳng nhẽ tớ phải nói làm sao nữa. Lạy Chúa, tôi hết hơi rồi. Uống miếng nước nói tiếp. Hỡi những ai thiếu sự quý trọng con người mình. Ngày hôm nay tôi nói thành phố đó, cơn chiều tôi đi được dịp đến nói chuyện với Đức Cha Hùng, ngài chia sẻ tâm tình, ngài nói thành phố chúng ta ở đây để có mật độ dân chúng mà đông như thế này, người ta cứ tính là cứ phải 1 triệu người mà cái con số gia tăng cả 1 triệu người ấy, thì có cả 1 triệu người thì cũng cùng một lúc có gần 2 triệu người. Làm sao? Gần 2 triệu người làm sao? Gần 2 triệu hài nhi bị gì? Bị bỏ. Thưa anh chị em, khi tôi nghe điều này, tôi bảo tôi không thể để bỏ qua. Tôi không ngồi ở đây giảng đạo đức của một nhà mô phạm để mà dạy ai hết. Tôi không đủ tư cách để mà nói cái điều này cho những người mẹ hoặc là những người phụ nữ đã đưa đến những quyết định đau khổ như vậy. Bởi vì tôi không phải là một nhà mô phạm đứng ở đây để mà đoán xét người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đến đây để nói với anh chị em điều này này. Nếu cái tình yêu và nếu cái sự sống nó quý như vậy, và nếu phải cả 100,000 người để có con ngồi ngày hôm nay ở đây để cảm thức được việc Chúa đến với chúng con từ thuở đời đời, mà giao ước hẹn hò với lại tổ phụ từ Abraham qua một cái lịch sử dài như vậy, thì lạy Chúa con, nếu con ngồi ngày hôm nay ở đây mà người khác không có được cái cơ hội ngồi ngày hôm nay, con là ai? Con là gì mà Chúa lại yêu thương con đến như vậy? Vì thế tình yêu phải bắt nguồn từ cái ý thức đúng đắn ngay trong lúc này. Phải quý hóa những gì chúng ta đang gì? Đang có. Phải trân quý sự sống chúng ta đang gì? Đang mang trong linh hồn của mình. Đừng bao giờ có một cái nhìn tầm thường của con người mình. Và đừng bao giờ xử sự tầm thường với người khác. Đừng bao giờ như vậy. Đến một cái nơi nào phải có một cái sự trang trọng, tự trọng tối thiểu của một con người Việt Nam. Và khi chúng ta làm điều đó, thì anh đang dạy con cháu mình điều gì? Con có biết không? Cha mẹ ngày hôm nay có phúc. Và cái phúc đó bây giờ đến phiên con. Và nếu dạy bằng tình yêu và lòng thương xót, thì đứa con đó nó sẽ có cơ hội cho cái sự kiện mà một đứa bé khác không được sinh ra trong tình yêu. Còn nếu mà chúng ta nói với một cái cung cách mà phán xét, thì cái giống mà càng gì? Cái giống mà chúng ta càng đi chỗ này thì nó sẽ làm sao? Nó xì chỗ khác. Có không? Chúng ta đừng dạy mô phạm xã hội. Chúng ta hãy lấy tình yêu của Chúa mà thắng tất cả những cái gọi là bất công, và thắng đi tất cả những cái lý lẽ của sự gọi làm sao? Của cái sự ích kỷ và loại trừ. Nhớ như vậy. Đồng ý không anh chị em? Đồng ý không? Đồng ý đó để cho Chúa Giêsu được sinh hạ trong linh hồn chúng ta ngay trong giây phút này bằng một tràng pháo tay lớn thì anh chị em. Đấy là Thánh Matthew, kể tí tí vậy thôi. Bây giờ ông Luca thì sao? Ông Luca thì ông này hay lắm. Ông này không phải là người Do Thái thuần túy, mà ông này lại là người gì? Người theo cái cách nói của Thánh Kinh thì gọi là Gentiles, tức là người gì? Người ngoài. Người ngoài. Nhưng mà người ngoài không phải là người đứng ngoài lề mà không bao giờ bước được vào bên trong. Ông được phúc gọi làm sao? Tiếp nhận tin mừng. Ông có một người thầy cũng được Chúa dạy một bài học nên thân nên hồn để mà nhận ra Chúa. Không phải trong cái nhãn quan của mắt trần hay là cái sự gọi làm sao phán xét kẻ khác bằng những cái gọi làm sao thước đo của những cái sự khắt khe mà thôi, mà được dạy bằng một cái kinh nghiệm biến đổi tâm hồn để rồi theo Chúa và theo Chúa cho đến chết. Đó là Thánh Phaolô. Thánh Luca là học trò của Thánh Phaolô. Nhưng là một người ngoại thì có cái khao khát của một người ngoại. Một người đứng ngoài thì đứng
khao khát của người nước ngoài. Vì Chúa dựng nên trong tâm hồn của con người, mỗi người đều có một sự khao khát của Chúa như nhau, chứ không ai hơn, không ai kém cả. Anh chị em nhớ cái điều đó. Khi mà đem tin mừng đến chia sẻ với người anh chị em không phải người Công giáo, không phải người Kitô hữu, đừng lấy gọi là cái vẻ mà chúng ta gọi là khuôn mẫu lắp đặt của sự thưởng phạt để nói mà thôi, mà hãy nói tình yêu, lòng thương xót, và hãy nói cái sự gọi làm sao quan phòng mà Thiên Chúa mở ra đời đời cho mọi người. Nhìn cái đó mà nói. Tôi vẫn kể anh chị em nhiều có cái câu chuyện ấy. Anh chị em biết có nghe chưa? Hồi đó thời Đức Tổng Bình, ở đây có ai biết Đức Tổng Bình không? Biết không? Đức Tổng Bình dễ thương không? Dễ thương lắm à. Trời ơi, tôi nhớ ngài, giọng của ngài nói riết nã mảnh tôi. Tôi không biết tại sao mà Chúa để tôi sống lâu. Chắc là tại vì tôi phạm tội nhiều quá, Chúa để tôi sống lâu để tôi đền tội. Tôi đền tội xong rồi tôi lại thấy tôi phạm tội, Chúa lại để tôi sống lâu để đền tội. Đức Tổng Bình lần đó đến cái chỗ nọ, tôi không nói giáo sư nào sinh tội ra, mà tôi không bảo cha nào dòng nào lại sinh tội ra. Đến đó gặp ngay một bà chầu nhân, năm đó cũng ngoài 70 để học đạo. Biết chầu nhân không? À, người ta gọi là giữ tòng ấy. À, ngày hôm nay, ngày xưa ta gọi là chầu nhân, à, chính là chầu nhân, nhưng mà đọc theo người Nam gọi là chầu nhân. À, chầu nhân, giờ tôi không nhớ bà tên gì, nhưng mà gọi bà Sáu đi ha. Bà Sáu cái đến cái Đức Tổng hỏi, nè bà Sáu, nghe nói bữa rày sắp sửa rửa tội ha. Ừ, vậy bà Sáu học giáo lý với ai á? Dạ tôi học với ông đó đó, ông thầy ông dạy tôi á. Vậy bà Sáu hiểu không? Dạ à, cũng hiểu chứ. Vậy hỏi bà Sáu, vậy Đức Chúa Trời có mấy ngôi vậy? Bà Sáu nói, vậy ông có biết Đức Chúa Trời có mấy ngôi không? Mà tôi biết chứ, biết rồi hỏi tôi làm chi vậy? Ông thầy ông ấy đứng đằng sau ông thoa hết hồn. Này Chúa mẹ ơi, dạy cho bà Sáu từ hôm nọ, hôm nay có nhiều chuyện mà bà Sáu không nhớ. Sợ Đức Tổng quở, thành thử ra đứng sau nhắc tuồng. Ra cái dấu, bà Sáu. Bà Sáu đứng dậy, nói biết rồi. Tôi nói với ông thầy nghe, ông Đức Chúa Trời 3 ngôi chứ. Đức Chúa Trời 12 ngôi tôi cũng tin nữa. 3 ngôi nhầm nhò gì? Mười hai ngôi cũng tin à? Ba ngôi nhầm nhò gì đâu, chuyện nhỏ. Đối với bà Sáu là gì? Là vậy thôi. Đức Chúa Trời có ba ngôi hay bao nhiêu ngôi không thành vấn đề. Vấn đề làm sao? Là tôi muốn Đức Chúa Trời ở với tôi vậy à? Giờ rửa tội cho tôi là tôi tâm đắc rồi. À. Cho nên trong cái tâm thức của con người, ao ước với Chúa là một cái ao ước thật sự, và được khơi nguồn bởi cái lòng ao ước của những người xung quanh nữa. Nên Thánh Matthew bắt đầu mới kể. Bây giờ thay vì kể về phía đằng bố, thì Thánh Matthew kể về ai? Về phía ai? Về phía đằng nào? À, không biết. Về phía đằng gì? Đằng mẹ. Bây giờ thay vì kể đằng bố thì kể về phía đằng gì? Đằng mẹ. Mở cuốn tin mừng của Thánh Luca ra, cái chuyện đầu tiên được kể là chuyện gì? Ông Zacharia và bà gì? Bà Isabe. Bà Isabe là ai? Là ai? Là chị họ của ai? Của Đức Mẹ. Thì có phải là về đằng mẹ không? Biết bà Thánh Isabe không? Chúa mẹ ơi, hỏi nhiều người không biết ai mà. Mà mỗi lần tôi về chỗ mấy xưa đó, mấy xưa dòng Minh Thánh Giá Cái Chum á, cái nhung hôm nay có một mình cái chung ngồi đây thiệt ác như cho xưa này một chàng pháo tay đi nghe. Thương quá trời là thương chứ, trời đất ơi. Nó thành thử ra là
Bà Thánh Isaiah mà tôi mỗi lần về chỗ các sơ đọc kinh là nhiều khi tôi nghe tôi cứ cười, nghĩa là cười lăn bò ra. Vì các sơ nói thứ hai thì cấm đó. Ơn cứu độ đến rồi đấy. Thế thì các sơ nói thứ hai thì cấm Đức Mẹ đi thánh đi giêng bà Thánh Isaiah. Tôi bắt đầu tôi nói bà Thánh Isaiah là bà Thánh nào? Nói hồi con thấy là bà Thánh Isaiah, không thấy mà thấy Ly La Ye. Chọc các sơ tí cho vui ha. Bà Thánh Isaiah kể chuyện gì hay, kể chuyện các bà. Lạy Chúa Mẹ ơi, cái xứ sở người ta tôn trọng gọi là gì? Người ta gọi là xứ sở của những người tôn trọng theo cái quyền phụ hệ. Người ta có đi theo cái ngã của gọi là mẫu hệ đâu. Nhân đây nói chuyện luôn nha. Anh chị em nghe cho vui nha. Người Việt chúng ta đó không phải chỉ là theo cái gọi là sao cái văn hóa của phụ hệ đâu. Nhưng mà cũng có một thời có một chút cái ảnh hưởng của gì? Mẫu hệ. Đúng không ạ? Cho nên là vì vậy đó có những cái nơi mà được đặt cái tên theo cái cách của gì, người phụ nữ, mẹ, người mẹ. Bố thì gọi là bố, còn mẹ thì gọi là gì, là cái là người mẹ, người đàn bà. Bố cái đại vương, có một vị vua ở trong lịch sử Việt Nam chúng ta được dân yêu mến, khi chết người ta gọi là bố cái đại vương, tức là vị vua này có cái lòng yêu thương con dân như người cha và người gì, người mẹ, bố cái. Cho nên là ở dưới cái vùng Bến Tre đó nghe, Bến Tre Vĩnh Long đó nghe, dưới đó, dưới cái khu Chợ Lách đó, thì không có phải là chỉ có cái gì, cái chum, ha, còn có cái mơn nữa. Chỗ nào cũng cái không à. Mà mấy cái đó tức là gì? Phụ hệ. Là mẫu gì? Mẫu hệ. Mà tôi nói cho các ông biết nha, tin mừng đến là các ông phải liệu đấy. Các chị phụ nữ là bao giờ cũng được number one trước mặt Chúa, chứ không phải là number two đâu. Các anh phải liệu đấy. Biết tại sao không? Có một lần ấy, tôi mới hỏi tại sao vậy, chị nói, cha cứ thử hỏi xem. Ở đây người ta nói sao? Tất cả chúng ta ở đây đều là con của Chúa, đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà chị bảo là nhưng mà các ông chưa chắc được gọi là con của Chúa. Tại sao vậy? Có ai biết không? Là bởi vì chị bảo là người ta nói là con cái Chúa, chứ có ai nói là con trai Chúa đâu. Ông liệu đấy, khi mà cộng đoàn ra, Đức Cha còn bảo tất cả chúng ta là con gì? Con cái Chúa. Chỉ toàn các thím thôi. Các ông không có lọt vào trong cái danh sách đấy. Thầy Chúa Thầy Nhân nói cái chuyện này tôi tức cười, ngày hôm qua tôi hớ. Chẳng biết tôi giảng làm sao mà tôi nói đến gọi là cái lũ vịt. Hôm qua có ai đi không? Nói đến đàn vịt, có nghe không? Mấy sơ giọng mình đấy nha, cái chùm á, cái nhum á. Về nói trời ông cha này, ông đi lâu rồi, ông nói tiếng Việt tức cười hen. Con dịch thì là con dịch gì? Dịch mái. Còn con dịch mà nó không phải là giống mái thì gọi là con dịch gì? Con dịch đực hả? Không phải, gọi là con gì? Con trống, chứ không có nói con dịch đực. Ông cha này đổi giống gì tức cười quá ha. Này nói loài lề tí nhá, về đừng có loan báo tin mừng này rồi đôi khi tôi bị la. Tôi mới đến chỗ kia tự dưng có một cái bà kia, có một cái ông chùm kia, ông này thưa cha, lạy Chúa rồi, giáo sư chúng con vừa có một cái sự thay đổi mới. Đức cha nhà con muốn cho cha sứ nhà con được thêm kinh nghiệm mục vụ nên cho cha sứ nhà con được đổi giống. Tôi bảo cái gì mà ghê thế. Và dạ vâng, cha sứ nhà con vừa mới được đổi giống.
Nghĩa làm sao bà? Thì cha xứ nhà con hôm trước là làm việc cho tôi phải nhớ lại xem ông nói gì tôi quên rồi. À, cha xứ nhà con mới cho cha, đức cha nhà con mới cha cho cha xứ nhà con được chuyển giới để thêm kinh nghiệm mục vụ. Hỏi gì nghe gì ghê thế. Và thưa cha, đúng đấy, đức cha nhà con mới cho cha xứ nhà con được làm việc chuyển từ giới trẻ sang giới phụ huynh. Thế là cha, đức cha cho cha xứ được chuyển giới. Thôi nha, cái này không có được bày ra nói gì khác nha. Nói này ra tôi bị giữ phép thông công. Các cha được chuyển giới. Nói đâu quên hết rồi. Ông Thánh Luca. Nay Luca giờ ông đã kể chuyện các bà. Giờ các bà là chiến là number one, là con cái Chúa đó. Chứ không thể nói là con trai Chúa đâu nha. Ê, cho vào trong tin mừng kể gì? Kể chuyện lãng xẹt à. Là trong tất cả con cái Chúa có cái bà này là bà Isave. Bà ấy đã luống tuổi, chồng là một tư gì? Tư tế. Có chỗ đứng chứ. Mà khổ một cái bà lại làm sao? Bà hiếm muộn son sẻ. Một người mà hiếm muộn son sẻ ở cái xã hội của Chúa Giêsu thời đó thì đau khổ không anh chị em? Đau khổ lắm. Người ta mới khám phá cách đây chỉ khoảng hơn 10 năm về trước, khi mà cái chế độ Taliban ở bên Afghanistan đó, mà sập đổ đó, thì người ta mới bắt đầu tìm được nguyên một cái nhóm hay là một cái quận lỵ thì đó, nó có lên báo đăng lâu rồi. Bây giờ chắc anh chị em những người mà sinh khoảng từ mười mấy năm trở lại không nhớ đâu. Thế thì người ta khám phá ra là có một số các cái lớp phụ nữ lớn tuổi, tức là mình gọi theo cái ngôn từ dễ hiểu là các bà già đó, mà quá chồng chết không có con cái nương tựa, người ta gọi là neo đơn đó, thì có người ta mới khám phá một sự thật rất đau buồn là những người đó bị sao, bị loại bỏ ra xã hội. Họ sống lây lất nhờ lòng nhân từ của kẻ khác cho cơm ăn được ngày nào sống ngày đấy. Và nếu mà sống lây lất mà bệnh tật không ai lo nữa thì họ làm một cái việc rất là sao bác ái đối với những người này. Đó là họ cho những người này ngồi sát cái bức tường, họ đem họ đẩy sập cái bức tường để bức tường đè cho họ chết. Mà cái chuyện này là có đấy. Người ta đã ghi lại trong sổ sách lịch sử. Người phụ nữ thì đó đau khổ lắm. Thế thì Thánh Luca rẽ cho chúng ta qua cái hình ảnh là Thiên Chúa với sự mong chờ của con người, nó không phải đến trong cái mong đợi nào lớn lao cả. Nó đến trong cái mong đợi là ước ao mình chỉ được một khoảng khắc, một phút giây để người ta thấy mình có một cái phẩm giá của một con người. Để làm gì? Để một đứa con được sinh trong sự son sẻ, để được niềm an ủi và một cái sự gọi làm sao tự hào hay là một vinh dự, để nói rằng là tôi không phải là một phận hẩm duyên neo. Chúng ta đến cái tuần lễ Chúa Nhật này sẽ có các cái bài đọc hướng dẫn chúng ta thấy được cái hình ảnh của những người phụ nữ đó. Và người ta ví dân Israel đã có một thời tội lỗi để xa lìa Chúa, để rồi bị trừng phạt bởi những cái gọi làm sao đau khổ, dằn vặt, đi lưu đày, rồi mất nước. Và Chúa đã làm sao làm ngơ không coi đấy, cái cách họ diễn tả như vậy. Và vì vậy mất đi cái duyên vẻ của một người phụ nữ hữu duyên như trong sách gọi là Diễm Tình Ca. Và gọi những người phụ nữ đó là phận hẩm duyên gì? Duyên neo. Và Chúa đã để cho cái hình ảnh người phụ nữ đó đi vào trong cái hình ảnh của xã hội đó để cho thấy rằng là không, trước tiên và tiên vàng không phải là cái vinh dự của gọi là tông tộc, của những cái vinh dự của con dòng cháu giống, không phải. Mà cái vinh dự đó bắt nguồn từ đầu tiên là phẩm giá của một con người được tôn trọng, và phẩm giá đó yêu quý và có chỗ đứng trong cái sự quan phòng của Chúa. Thế là sinh được một người con và đặt tên là ai? Gioan. Mà chúng ta gọi là Gioan tẩy gì?
Tẩy giá. Có hiểu tẩy giá là gì không? Có hiểu không? Hôm qua nói rồi đó, không biết có nhớ không? Tẩy là gì? Tẩy là rửa, là vì ông làm phép gì? Phép rửa sông Jordan, phép rửa thống hối. Còn giá là gì? Giá là gì? Giá là người, đúng rồi. Giá là người. Độc giả là người gì? Người đọc. Khán giả là người gì? Người xem. Thính giả là người gì? Người nghe. Học giả là người gì? Là người học giả. Kỳ đó có một cha chuyện hơi lãng mạn tí. Có một cha đi truyền giáo, học tiếng Việt, học đi học lại không biết làm sao, tiếng Việt khó quá. Một người mà gọi hiểu biết thì gọi là nhà thông gì, thông thái. Một người mà gọi làm sao chịu khó mà đem truy tầm thì là một học gì, học giả. Rồi một người mà đạo đức thì là một nhà mô gì, mô phạm. Thế một người mà sạch sẽ sáng sủa thì gọi là gì? Là nhà vệ sinh. Nói chuyện đùa tí cho vui thôi ha. Có cha đó, hồi đó tôi không nói cha nào, giờ ngài cũng về hưu rồi, đi học tiếng Việt, tẩy chua tôi học quá sức là học, mà cứ ngọc ngẹo mà học cứ nói chuyện mà nói chữ nọ sọ chữ kia. Lần đấy ở Đắc Lộ, biết Đắc Lộ không? À đó, có cái gọi là kia cư xá sinh viên ở đấy. Đến lúc mà cho người ta ra đi chơi xong rồi, đến giờ chơi nghỉ xong rồi mới bắt đầu. Thôi chúng con giờ chơi hết rồi, bây giờ chúng con đi vào để cha nói tục tiếp. Lạy Chúa, tôi phụ huynh nghe xong rồi lạy Chúa mẹ ơi, bên sao cho đây cha cố lại đi nói tục tiếp. Thì ra là nói tiếp gì? Tiếp tục. Có nhiều người cười. Chọc quê chút cho tỉnh ngủ nghe. Thấy bà con mệt chưa? Chưa. Ông Thánh Luca hay lắm. Ông kể chuyện và ông lan man ra từ bà Isabe, bắt đầu qua chuyện gì? Truyền tin cho Đức gì? Đức Mẹ. Mà cuộc truyền tin này là một cái cuộc thay đổi vĩ đại trong cái cách nhìn của người Do Thái. Là bởi vì chuyện quan trọng thì người ta nói với lại các ông hề nói với các bà. Bây giờ chuyện quan trọng thì nói với các ông hay nói với các bà? Vì chỉ có các bà là con gì? Con cái Chúa. Chứ đâu có thể nói là con đực của Chúa đâu. Thế thì thời Chúa Giêsu đâu phải vậy đâu. Bây giờ mà chuyện quan trọng mà nói với các bà xong thì ngày mai nó hết quan trọng rồi. Tại sao vậy? Nó được rao giảng khắp cả và thế gì? Thế ra. Hiểu không? Nói các chị đừng có cười tôi nhá. Ngày xưa Thiên Chúa cũng rất là nhiệm màu ấy. Người ta cứ bảo chứ lạy Chúa tôi không biết tin mừng. Hồi đó Chúa Giêsu sống lại. Không biết rằng là bây giờ giao cho ai đi loan bây giờ. Bây giờ mà bảo với ông Thánh Phêrô thì ông ấy chối rồi, ông sợ ông chẳng ra. Mà bảo với ông gọi làm sao Tô-ma thì ông bảo tao nghi lắm. Mà cứ ngồi ngẫm nghĩ như vậy thì biết bao giờ nó ra khỏi cái căn phòng mà nó đến được cả thế gian. Cho nên nói với bà Maria Magdalena trên nó bắt đầu gì? À, lan tràn khắp chốn. Vì lúc bây giờ không có hãng điện thoại. Tức cười lắm nghe. Bà Maria Magdalena bà ấy vui lắm. Hôm đó có một sơ kể chuyện. Tôi là chuyên môn kể chuyện mấy mà xưa. Có cái mà xưa đó, không biết làm sao mà kỳ đó bề trên giao cho mấy công việc đi làm cái gì đó, thì biểu em đi rồi về nhá. Chuyện về nhà có một số việc em phải lo cho các chị ở nhà. Vâng, chị bề trên đừng có lo, để có gì em lo. Chị đi làm sao mà công việc đi sai đi mà đến 3 tiếng đồng hồ sau chị mới về. Mà bây giờ chị bề trên mà bây giờ chả nhẽ
lại trách em mình thì nó lại nghe nó khó nghe quá. Thì bây giờ trách làm sao bây giờ? Làm sao mà bảo em mình, mà bây giờ nói làm sao để em mình đừng có giận? Thế thì chị bề trên nói làm sao? Đố ai có biết không? Chị bề trên khi thấy mà sửa đó gì, mở cửa ra: "Này bà Maria ơi, trên đường bà đã thấy những gì?" Hôm nay tôi về nhà, tin này mà nó ra ở Cali, xe tôi chắc bị nổ lốp. "Này bà Maria ơi, trên đường chị thấy những gì? Hãy kể cho chúng em nghe." Thích không? Lạy Chúa, tôi đi tĩnh tâm mùa vọng mà cứ cười hố hố ấy. Cười như vậy không biết bao giờ Chúa mới sinh ra. Thế thì thế là ông Luca ông kể, và ông không kể gọi là ba vua, mà ông lại kể gì? Mục đồng. Mục đồng là những người chăn chiên, là những người không có nhà và không có gì, không có cửa cố định. Cũng giống như những người di dân ở trong thành phố này cũng vậy. Cho nên là bài đọc của đêm Giáng sinh đó, thì mùa vọng đó, à xin lỗi, lễ vọng Giáng sinh đó, thì phúc âm thánh mát gì? Matthew. Nhưng mà đến lúc lễ nửa đêm thì là phúc âm thánh gì? Luca. Và lễ rạng đông để phúc âm thánh lưu gì? Luca. Mục đồng. Không có ba vua mà có mục gì? Mục đồng. Mà câu chuyện này kể cho anh chị em nghe để nhớ này. Biết tại sao không? Thêm 10 phút nữa nha. Đang có hứng nha. Câu hỏi đặt ra là sao mà Chúa sinh ra trong hang, trong máng gì? Máng cỏ, đúng không? Kể rõ lắm. Và máng cỏ thì có gì? Bò lừa chung quanh, phải không ạ? Câu hỏi cớ gì mà tại sao Chúa sinh ra ở máng cỏ mà lại mục đồng để gọi là chiên bò nằm ở ngoài gì? Ngoài đồng, mà không thấy lùa vào trong gì? Trong cái khu máng cỏ. Máng cỏ đây phải hiểu là một cái góc ở trong cái góc đá nào đó, rồi họ quây cái gì? Quây hàng rào, rồi họ lùa gì? Lùa vào chuồng. Câu hỏi đặt ra tại sao có chuồng mà không cho vô mà lại để là ngoài đồng? Mà nhờ để ngoài đồng cho nên cái chuồng nó mới gì? Nó có chỗ trống để mà gì? Để mà vào mà sinh con. Hay quá anh chị em ơi, không biết ai để ý cái chuyện này không? Chỗ của con bò, con lừa, mà bây giờ nó phải nhường chỗ của nó để cho ai? Cho đấng bỏ trời xuống đất được sinh hạ trong cái chỗ đấy. Lạy Chúa Mẹ ơi, là con người được sinh ra ở trong, ít ra là cuộc trong công viên nó còn đỡ, đây ra vào trong cái máng của con gì? Con lừa. Hay quá. Ông Thánh Luca hay quá. Và ông kể cho chúng ta thấy như vậy này, là khi mà máng lừa đó, mà Chúa Giêsu sinh ra đó, thì trong cái u tối và trong cái đêm đông ngày hôm đó, đêm giá rét ngày hôm đó, đêm cô tạnh ngày hôm đó đó, thì cái người mà được gọi là vinh dự đến để mà biết Chúa sinh ra là ai? Là các mục đồng. Và mục đồng tại sao và ở ngoài đồng? Là bởi vì thưa anh chị em, cái mùa đó là mùa chiên con được sinh ra. Tại sao vậy? Người ta án chừng là Chúa Giêsu sinh ra vào khoảng thời gian này là bởi vì sau một vài tháng chiên được sinh ra, được chăm đẫm và vỗ đề cho nó làm sao? Nó lớn thì những con chiên này đem bán ở đâu? Đem bán ở đâu? Ở trong đền thờ Jerusalem để người ta cử hành và người ta dùng vào trong việc hiến tế trong dịp lễ vượt gì? Vượt qua. Bởi vậy mới gọi là lạy chiên thiên gì? Thiên Chúa. Thỉnh thử Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người mà cái vinh dự chẳng có, mà mặc lấy cái gọi làm sao?
mặc lấy ngay cả cái đau khổ, và mặc lấy ngay cái cả cô liêu và đơn độc, và cái sự thấp hèn của một con gì? Con chiên. Mà con chiên đó sau này trở thành chiên sát gì? Sa tế. Đấy. Cái nơi Chúa Giêsu ra sinh ra tên là làng gì? Bethlehem, chứ không phải làng Nazareth đâu nhá. Bethlehem. Bethlehem là miền Bắc hay là miền Nam? Có ai biết không? Miền Bắc hay là miền Nam? Miền Bắc à? Ồ, thế là sai rồi. Làng Nazareth thì ở miền gì? Ở miền Bắc. Mà Bethlehem thì ở miền gì? Miền Nam. Đức mẹ là người Bắc hay người Nam? Đức mẹ là Nazareth, đức mẹ là người Bắc hay người Nam? À, người Bắc. Ông Thánh Giuse xe là người Bắc hay người Nam? Hả? Ông Thánh Giuse xe là người Bắc hay người Nam? Gốc là người gì? Người Nam. Người Nam mới làm gì? Người Nam mới làm ông Thánh Giuse xe được chứ làm sao người nữ. Nhớ không? Cứ nhớ như vậy. Ông Thánh Giuse xe là người gì? Người Nam. Bởi vì không phải là người gì? Người nữ. Hiểu vậy đó. Bethlehem tên nó cũng hay lắm. Beth là nhà, mà Lehem có nghĩa là gì? Là bánh. Nhà cơm gì? Cơm bánh. Chả thế về sau Chúa Giêsu Thánh Gioan nói là Chúa là bánh của sự gì? Sự sống. Ta là bánh sự gì? Sự sống. Tên hay lắm. Mà tại sao gọi là mùa chiên con? Là bởi mùa chiên con đó phải ra đồng, là bởi vì nếu mà lùa nó vào trong cái chuồng đó thì vào cái cửa đó thì người ta thu nó gọn lại để cho chiên nó vào trong cái gì? Cánh cửa. Mà khi nó lùa vào, mấy cái con chiên con nó nhỏ tập tễnh biết đi, thì những con chiên khỏe mạnh nó chui vào trước thì nó làm sao? Nó dẫm, nó đạp lên con chiên con, thì con chiên con sẽ gì? Sẽ chết. Cho nên là cái khoảng thời gian đó cho ra ngoài đồng là như vậy, được quay lại coi sóc cho chiên là như vậy. Hình ảnh đẹp không? Đẹp lắm. Trong cái đêm thanh vắng đó thì sứ thần của Thiên Chúa đến để mà làm sao? Loan báo tin mừng. Và ông Thánh Luca kể tiếp cái hình ảnh mà Thiên Chúa đơn hèn sinh ra ở trong hang lửa đó đó, và mục đồng có cái vinh dự để mà đến chầu Chúa ngày hôm đó đó là có ý nghĩa lắm. Là bởi vì làm sao? Tin mừng đến không phải chỉ cho những người được gọi làm sao? Được ao ước, được giao ước, được hẹn. Tin mừng đến không phải chỉ cho người được chọn, như người Do Thái là người được gì? Được tuyển chọn. Mà tin mừng đến là cho tất cả mọi gì? Mọi người. Thế thì để chứng minh điều này, ông Thánh Luca cũng kể ra phả của Chúa, mà lại không kể từ cụ tổ Abraham xuống Thánh Giuse, mà lại kể ra phả của Chúa Giêsu từ Thánh Giuse lên tới ai? Lên tới ai? Lên tới ai? À, lên tới cụ tổ gì? À không, lên tới cụ tổ A-dông và E-va. Hay không? Nếu Thánh Matthew chỉ có trình bày cho chúng ta là được thực hiện trong cái bối cảnh của người Do gì? Do Thái của Abraham, thì Thánh Luca lại kể cho chúng ta lên tuốt tới tận ai? A-dông và gì? E-va là thủy tổ, là tổ tiên của nhân gì? Nhân loại. Vậy Chúa Giêsu được sinh ra để cứu độ cho tất cả mọi chúng sinh. Và chúng sinh đầu tiên được phúc và vinh dự đến là chúng sinh được Chúa coi trọng phẩm giá. Đó là những mục đồng sống ở ngoài gì? Ngoài hàng, ngoài đồng. Anh chị em thấy khiếp chưa? Thấy không? Lý thú không? Nọ này có ai cắt nghĩa cái này chưa? Chưa đấy, nhờ đi với tớ mới được nghe đấy. Thích vậy thôi. Hết chưa? Chưa. Còn được vài phút nữa thì mới hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Bởi vì Giáng sinh mà chỉ kể cho qua hai ông Luca và Matthew chuyện nhỏ. Ông Thánh Gioan bảo nếu chỉ cho người Do Thái cũng được, nếu cho lên tuốt lên A-dông E-va
cũng đặng. Bây giờ tôi cho mấy người thấy nghe, ơn cứu độ đến với chúng ta không phải bắt đầu từ khi những cái chuyện đó xảy ra, mà ơn cứu độ của chúng ta không phải đợi lúc ông ngoài rong bèo và phạm tội, mà ơn cứu độ của chúng ta nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nghĩa là dù con người có phạm tội hay không phạm tội thì Chúa luôn luôn ao ước và khao khát làm sao yêu thương cứu độ mình. Và ông Thánh Gioan đã kể một phát là Chúa sinh ra, mà Chúa đến với chúng ta không theo cái cách thức thời giờ của chúng ta nữa, mà theo cách thức thời giờ của ai? Của Chúa. Mà thời giờ của Chúa thì ở thuở đời gì? Đời đời. Ông Thánh Gioan mượn bối cảnh của sách Sáng Thế Ký. Và trong sách Sáng Thế Ký, cái chương đầu tiên thì nói chúng ta làm sao vũ trụ lúc bây giờ có gì chưa? Chưa. Thế thì khi vũ trụ được thành hình thì cái gì thành hình đầu tiên? Ánh gì? Ánh sáng. Mà để ánh sáng được hiện hữu và được dựng nên thì có lời phán ra, Chúa gì? Chúa phán hãy có ánh gì? Ánh sáng. Và ánh sáng liền gì? Liền có. Và ánh sáng phân rẽ bóng gì? Bóng tối. Thế thì ông Thánh Gioan nói vì sao? Từ thuở đời đời đã có ngôi gì? Ngôi lời. Và ngôi lời là Thiên gì? Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là ngôi lời, lời phán, nhớ không? Mặc dù ông dùng cái khái niệm của triết học Hy Lạp, nhưng mà ông lấy tất cả những cái yếu tố niềm tin của người Do Thái, ông đem cho chúng ta quay trở về ý muốn đời đời của Thiên Chúa, tức là từ thuở đời đời đã có ngôi gì? Ngôi lời. Rồi ông nói đến ánh gì? Ánh sáng. Rồi đúng một cái đến câu 14, ông giới thiệu ngày Chúa Giêsu Giáng sinh bằng cách nào? Và ngôi lời đã làm người ở giữa gì? Chúng ta. Ông Thánh Gioan kể chuyện Giáng sinh, tới đó có một câu à? Ông làm chốc quốc có một câu xong, ai chịu không chịu thì gì? Thì thôi. Bị từ thuở đời đời đã có ngôi gì? Ngôi lời. Và ngôi đời đã làm người mặc lấy xác phàm ở giữa chúng gì? Mà mặc lấy xác phàm cách nào thì liệu đó mà hiểu? Tức là hiểu qua mắt Matthew và hiểu qua Lu gì? Luca. Thấy ông Thánh Gioan hay không? Tức là lôi chúng ta cảnh Giáng sinh bây giờ nó không còn nằm ở trong cái không gian của thời gian của con người, của A-dông, E-va, hay là của người Do Thái là người được dân sống, dân được Chúa tuyển chọn, mà là từ thuở đời gì? Đời đời. Thế thì anh chị em, mùa vọng là mùa đón nhận Chúa đến với chúng ta lần thứ hai. Và vì lần thứ nhất có mới có lần thứ hai. Và lần thứ nhất Chúa đã bỏ trời đến chúng ta từ thuở đời đời, thì chúng ta là ai mà ngồi ở đây thách thức tình yêu của Chúa? Chúng ta là ai ở đây mà dám ngồi thách thức tình yêu của Chúa? Chúng ta là gì mà chúng ta thách thức lòng thương xót của Chúa? Vậy thì chúng ta chỉ còn có một thái độ duy nhất thôi, lạy Chúa còn đầu hàng. Và ngày hôm nay xin Chúa đến và đón nhận con, vì con thấy Chúa thật tuyệt gì? Tuyệt vời. Vì Chúa đã có kế hoạch đối với chúng con từ thuở đời gì? Đời đời. Vì Chúa thật tuyệt vời, mà con cũng thật gì? Tuyệt vời. Ngày đêm nay tình chỉ đẹp khi tình còn gì? Giang dở. Ngày mai sẽ nói chuyện ông ai dòng bài và cho nghe. Chịu không? Đó, thiệt ác nhân. Bây giờ đứng lên ha, cầu nguyện xong cái rồi thì chúng ta sẽ dùng bài hát Trời Cao ha. Là chúng ta sẽ tạ ơn Chúa bằng bài hát Trời Cao, rồi chúng ta xin Chúa chúc lành ở chúng ta mới ra về nhé. À, trước khi mà anh chị em động đậy gì á, tôi đây là một cái nền văn minh nhá, nhắc lại nha, nhắc lại nghe nè. Nhắc lại. Để ngồi ngày hôm nay ở đây thì phải cần có bao nhiêu người sửa soạn cho chúng ta, có biết không? Thế thì khi về đó phải có sự tôn trọng cái phẩm giá của cái ghế. Vì nó được dùng để mà nâng đỡ phẩm giá của cái mông mình.
Nên thì phải tôn trọng phẩm giá của cái ghế bằng cách đừng có di dịch nó, đồng ý chưa? Và nhất là xin đừng có gọi là rời đổi nó, và hãy để các cái bài hát đó ở lại trên ghế để ngày mai chúng ta sử dụng gì? Dụng tiếp. Và khi ra về thì đi từ từ chứ đừng có chen lấn nhau, được không? Thương quá, thiệt. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, đêm nay quả thật tuyệt vời, vì Chúa đã đến với chúng con trong cách thức tuyệt vời của Chúa. Xin Chúa chiếm hữu chúng con trong những khoảng khắc chúng con đang được hiện diện ở nơi đây. Đừng để chúng con phải thao thức đợi chờ một sự gì xa cách, quá xa với chúng con. Hãy cho chúng con được một tâm thức, đó là chúng con đã được sinh ra trong yêu thương, và vì thế chúng con sẽ lớn và trưởng thành trong yêu thương và dám sống cho yêu thương. Xin cho chúng con từng khoảnh khắc của cuộc sống không bao giờ xa lìa cái ý thức mình được yêu và có khả năng yêu và ban phát trao đổi cho nhau và chia sẻ cho nhau tình yêu đó. Ở với chúng con, lạy Chúa, và xin Đức Mẹ và Thánh Giuse dạy chúng con làm môn đệ của Chúa. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Trong đêm u tối chúng con mau ngày mau tới, như nai đăng can ngưỡng mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Đêm tĩnh tâm chúng ta tạm chấm dứt. Chúc anh chị em được một đêm bằng an. Tạ ơn Chúa. Một lần nữa cảm ơn anh chị em.